Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 2 năm 2022, chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025, nhằm tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về mục tiêu đảm bảo an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, trung bình hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người. Muốn hạn chế thấp nhất rủi ro thì phải đến từ ý thức của chính người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình lao động sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các ngành nghề có khả năng xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cao. Về an toàn lao động, về an toàn, đảm bảo an toàn thì mỗi một cái thiết bị nó có một cái quy trình để mà vận hành, thì bắt buộc công nhân phải theo cái quy trình vận hành của mỗi một thiết bị, thì nó sẽ đảm bảo được cái an toàn cho cái quá trình sản xuất. Hiện Lâm Đồng có hơn 13.000 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, và phải khẳng định rằng không chỉ các ngành nghề như khai thác khoáng sản, chế biến đá, gỗ, vật liệu xây dựng mới có khả năng xảy ra rủi ro, mất an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất. Các biện pháp dự phòng mối nguy phải đến từ các việc làm nhỏ nhất như trang bị bảo hộ lao động, đeo găng tay, khẩu trang mà người lao động phải chấp hành khi bước vào khu vực sản xuất. Yếu tố lao động an toàn, vệ sinh lao động cũng là tiêu chí đánh giá mức độ uy tín của doanh nghiệp. Chứ khi vào công ty thì phải mang bảo hộ lao động đầy đủ, mũ, áo, ủng, bao tay. Và khi vào thì phải rửa tay, một phần cũng là tự ý thức và một phần bên công ty cũng phải là bắt buộc là mọi người là phải làm như vậy. Các mối nguy về mức an toàn vệ sinh lao động lại càng hiện hữu rõ nét ở các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn. Với doanh nghiệp này, hơn 1.500 lao động làm việc ở 4 phân xưởng với nhiều công đoạn sản xuất khác nhau. Nếu không có quy trình chuẩn trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động thì các mối nguy hoàn toàn có thể trở thành rủi ro thực sự. Do đó, việc nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động cũng vô cùng cần thiết. Mình làm bên bộ phận thâu cuối thì sử dụng kim kéo móc, thì mình có những cái dây để mình buộc lại kim kéo móc rồi buộc vào để cho nó khỏi có để rơi rớt vô công nhân. Rồi những có cái hộp dụng cụ để mình đựng dụng cụ, mình đảm bảo an toàn. Rồi nói chung là cũng thường xuyên nhắc nhở công nhân là đảm bảo an toàn trên hết. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp, phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Để thực hiện cái nhiệm vụ mà đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, thì trong cái thời gian tới thì ngành lao động sẽ tập trung một số cái giải pháp như là tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cũng như đến người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những cái lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như xây dựng, khai thác mỏ, cơ khí và sử dụng điện v.v. Thì bên cạnh đó thì cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tổ chức đối thoại về pháp luật an toàn vệ sinh lao động nhằm tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc trong triển khai chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Sự chủ động và tự nâng cao nhận thức trong tăng cường triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chú trọng các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố gây tai nạn lao động của mỗi doanh nghiệp sẽ là giải pháp quan trọng nhất để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp gây ra.